Trước hết là chúng ta cùng nhau hệ thống lại một số cái kiến thức lý thuyết liên quan đến bằng thức trung bình cộng, trung bình nhân về mặt lý thuyết. Thì trước hết là chúng ta cần phải nắm được nội dung thứ nhất là cái định lý khẳng định rằng là cho ai là các số thực không âm y chạy từ 1 đến n, khi đó ta có bất đẳng thức a1 cộng a2 cộng vân vân cộng an, tất cả chia cho n thì bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng căn bậc n của a1 a2 nhân vân vân nhân an. Đây này là trung bình cộng các số không âm không nhỏ hơn trung bình nhân của chúng và dấu bằng xảy ra. Thì khi và chỉ khi A1 bằng A2 bằng AN. Thế thì từ cái bất đẳng thức trung bình cộng trung bình nhân thì chúng ta thấy rằng nếu A1, A2, AN là các số dương mà bên này các em nhìn này, nếu cái tích này là số không đổi, tích là số không đổi thì giá trị dấu bằng đạt được khi các số bằng nhau, vậy thì giá trị nhỏ nhất của tổng các số dương xảy ra khi các số bằng nhau. Thì chúng ta có cái kiến thức thứ hai, đó là cái hệ quả. Hệ quả. Hệ quả thì có hai cái hệ quả quan trọng sau đây. Hệ quả 1. Nếu AI là các số dương với y chạy từ 1n và thêm điều kiện A1, A2, AN bằng Q không đổi thì min của cái tổng A1 cộng A2 cộng AN sẽ bằng n căn bậc n của q khi khi các số bằng nhau, tức là khi a1 bằng a2 bằng vân vân bằng an và tất nhiên là bằng căn bậc n của q. Tức là nếu các số dương có tích không đổi thì tổng nhỏ nhất khi các số bằng nhau. Tương tự như vậy, chúng ta có cái hệ quả thứ hai. Hệ quả 2. Bây giờ cho các số dương mà tổng không đổi, tổng không đổi thì cái này bằng k không đổi thì cái tích sẽ nhỏ hơn bằng k trên n mà tất cả lũy thừa bằng n, đúng nhỉ? Như vậy thì nếu AI là dương với y chạy từ 1 đến n và thêm điều kiện A1 cộng A2 cộng vân vân cộng AN bằng K không đổi thì max của cái tích A1 A2 AN sẽ bằng K trên N tất cả mũ N và max đạt được xảy ra khi khi A1 bằng A2 bằng K trên N bằng AN bằng K trên N.
Như vậy thì chúng ta hình thành hai cái hệ quả này. Thế thì dựa vào cái bản thức trung bình cộng, trung bình nhân thì chúng ta với hệ thống một số cái bài tập về tìm cực trị bằng bất đẳng thức trung bình cộng, trung bình nhân hay gọi là bản thức Cauchy cũng được. Thế thì rõ ràng là từ hai cái hệ quả này thì hai ứng dụng rất là quan trọng, đó là tìm giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị lớn nhất, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sang phần B là phần ứng dụng. Ứng dụng bất đẳng thức Cauchy. Phần ứng dụng thứ nhất mà chúng ta quan tâm, một là dùng bất đẳng thức Cauchy tìm giá trị nhỏ nhất Thế thì từ cái hệ quả đầu tiên của ta thì ta có một nhỏ là ta có nhận xét chung, từ cái hệ quả một thì chúng ta thấy là này, để áp dụng bất đẳng thức Cauchy để tìm min một cái tổng S có dạng A1 cộng A2 cộng AN, trong đó AI dương. Tất nhiên A1, A2, AN thì trong bài toán thực tiễn thì là những cái biểu thức mà xác định như nào đó. Thì về nguyên tắc thì chúng ta cần phải làm cái động tác này, biến đổi tổng. Tức là sử dụng biến đổi đại số để biến đổi tổng về dạng tổng mới, đúng không nhỉ? Thứ nhất, biến đổi S về dạng tổng mới B1 cộng B2 cộng BM và có thể cộng thêm một cái S0 bên ngoài. Cái S0 này là hằng số thì không tham gia vào cái đánh giá này, đúng nha. Biến cái S này thành này. Nhưng mà thỏa mãn điều kiện này nha, thỏa mãn phải đồng thời ba điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là BI là dương với Y chạy từ 1 đến M. Điều kiện thứ hai mà chúng ta cũng cần phải làm nó thỏa mãn là B1 nhân B2 nhân BM bằng Q không đổi. Nhưng mà điều kiện thứ hai thỏa mãn này rồi thì có nhiều cách thỏa mãn, nhưng mà phải thỏa mãn thêm điều kiện là hệ phương trình B1 bằng B2 bằng BM. Hệ này phải có nghiệm. Cái hệ phương trình này phải có nghiệm. Đấy. Sau đó ta mới áp dụng bất đẳng thức Cauchy thì chúng ta sẽ đánh giá S sẽ lớn hơn hoặc bằng M căn bậc M của Q cộng với S0. Cái này là không đổi. Đúng như nhỉ? Công việc cuối cùng là ta xét dấu bằng và kết luận. Xét dấu bằng. Suy ra kết luận. Như vậy rõ chúng ta phải làm cái động tác làm thỏa mãn ba cái điều kiện này thì chúng ta sẽ đi đến kết quả của bài toán. Đây chúng ta thống nhất một cái nguyên tắc là áp dụng Cauchy thì ta phải làm được điều này.
Dựa vào cái nguyên tắc chung trên thì bây giờ chúng ta nêu một số cái dạng bài thường gặp. Hai là một số dạng bài thường gặp. Một số dạng bài thường gặp. Trước hết là chúng ta nêu dạng thứ nhất. Dạng 1. ZS là biểu thức A cộng với M trên B. Trong đó M là hằng số dương. M là hằng số dương. Còn A và B là các biểu thức đại số. Là các biểu thức đại số. Tất nhiên của các biến mà nhận giá trị dương. Giá trị dương. Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của S. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ. Ví dụ cho A lớn hơn B, lớn hơn C, lớn hơn 0. Tìm giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S bằng A cộng với 108 chia cho C nhân B trừ C bình phương nhân với A trừ B mũ 3. Thì rõ ràng đây là A lớn thì bằng biến A là dương này. Còn B lớn thì bằng cái này, còn cái M 108 biểu thức này có dạng này, đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta mới thống nhất cái nguyên tắc này. Về nguyên tắc để tìm min của cái này thì chúng ta phải làm động tác này, biến đổi đại số để tổng này về dạng tổng mới. Mới thì tôi chưa biết như nào cả. Thỏa mãn 3 điều kiện này, các số hạng trong tổng mới là dương. Tích các số hạng trong tổng mới không đổi, mà khi cho các số hạng trong tổng mới bằng nhau thì hệ phương trình tương ứng phải có nghiệm. Thế thì muốn vậy thì các bạn phải chú ý rằng là ở trên này là tích của các lũy thừa mà cơ số là C, B trừ C, A trừ B, vậy thì phải xuất hiện cái cơ số B trừ C, cơ số A trừ B. Muốn xuất hiện A trừ B thì đem gì? A trừ B đem cộng với B. B xong rồi đem trừ C cộng với C thì là xuất hiện các cơ số. Như vậy thì cái cách phân tích ở trên thì chúng ta biến đổi S như sau. S bằng này A trừ B cộng với B trừ C cộng với C cộng với 108 chia cho C nhân B trừ C bình phương nhân A trừ B mũ 3. Đấy. Như vậy bước đầu là chúng ta để biến đổi cái tổng này thành tổng của 1, 2, 3, 4 số mà các số hạng đều dương. Nhưng mà lấy tích các số hạng trong tổng thì nó vẫn cứ thay đổi. Bởi vì cái này mới A trừ B, cái này B trừ C. Thế các bạn để ý rằng là A trừ B mũ 3
thì muốn có 3 lần ngang nhau nhau này thì phải là nhân 3 chia 3 vào đây, 3 nhân với 3 này. Chỗ này là b trừ c trên 2 thì phải chia đôi này ta, chia đôi thế này. Vậy thì ta sẽ viết cái này sẽ bằng bằng này 3 nhân với 3 nhân với a trừ b chia cho 3 cộng 2 nhân với b trừ c chia 2 cộng với c cộng 108 chia cho c nhân b trừ c bình phương nhân với a trừ b mũ 3. Như vậy thì chúng ta hình dung biến đổi thành tổng này này, đây là ba số này, ba số mỗi số bằng nhau là a trừ b trên 3 này, đây là hai số này mỗi số bằng nhau là b trừ c trên 2, là 5 số, 6 số thành 7 số. Thì tích 3 cái này vào này thì bằng a trừ b trên 3 mũ 3 này, b trừ 2 trên 2 mũ 2 này và c này, nhân với cái này thì rõ ràng là mẫu và tử là mất hết hàng số. Như vậy đảm bảo được tích các số hạng không đổi. Bây giờ sử dụng cái hệ phương trình người ta cho này, a trừ b trên 3, b trừ c trên 2 bằng c và bằng cái này. Và chúng ta thử đặt cái phép toán để giải phương trình thì nó có nghiệm. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc biến đổi tổng. Thế bây giờ sau khi biến đổi tổng xong thì chúng ta sử dụng giả thiết để chứng minh các số hạng trong tổng là dương. Vì này, theo giả thiết a lớn hơn b, lớn hơn c, lớn hơn 0 thì ta mới suy ra được a trừ b trên 3 là dương, b trừ c trên 2 là dương và c cũng dương luôn. Và số hạng cuối cùng là 10 108 chia cho c nhân b trừ c bình phương nhân a trừ b mũ 3 là dương. Cho nên áp dụng Cauchy cho 7 số thì lúc này suy ra S lớn bằng 7 căn bậc 7. Chỗ kia là a trừ b trên 3 mũ 3 nhân với b trừ c trên 2 bình phương nhân với c và cuối cùng là nhân 108 chia cho a trừ b mũ 3 b trừ c bình phương nhân với c nhân này. Cái này là 27 nhân 4 108 là hết. Như vậy tích cái này bằng 1 và cái này đúng bằng 7, hay là tương đương S lớn hơn hoặc bằng 7. Bây giờ chúng ta mới xét dấu bằng, đúng không nha? Chúng ta xét dấu bằng này. S bằng 7 sẽ tương đương với hệ phương trình a trừ b trên 3 bằng b trừ c trên 2 bằng c bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 108 chia cho a trừ b mũ 3 b trừ c bình phương nhân c. Như vậy ta tìm được c thì ta viết bằng 1, b bằng 3, b bằng 3 và a bằng 6, giải ra được a bằng 6. Như thế đây ta kết luận là min của s bằng 7, đúng không? Từ đó suy ra kết luận min của s bằng 7 khi a bằng 6, b bằng 3, c bằng 1, thỏa mãn điều kiện a lớn hơn b lớn c lớn. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái việc giải cái ví dụ trên. Qua ví dụ trên thì chúng ta hình thành cái phương pháp chung như sau.
Phương pháp chung. Thực chất là chúng ta chỉ cần nêu cái phương pháp biến đổi tổng thôi. Bởi vì sau khi biến đổi tổng xong thì theo cái nhận xét chung là chúng ta đánh giá rồi xét số bằng. Thế thì dùng hai phép đổi này. Đầu tiên là ta sử dụng cái biến đổi là x gì bằng x mà trừ đi y cộng với y. Cái biến đổi này rất là quan trọng. Nhưng mà biến đổi này để làm gì nhỉ? Để làm là xuất hiện hiện các cơ số, các cơ số có trong biểu thức B lớn ở dưới mẫu ấy. Đấy, sử dụng biến đổi là x vân vân, có thể là x trừ y cộng y rồi trừ z cộng z vân vân. Sử dụng biến đổi là đây là sử dụng là cộng với số 0 trừ đi một số, cộng ra một số gì đấy. Sau đó là sử dụng cái biểu thức một cái số a nào đó thì bao giờ cũng bằng m nhân với a chia cho m. Chẳng có gì thay đổi đâu. Trong đó m là số mũ của các thừa số, của thừa số, bỏ chữ các đi, các nó không được chuẩn lắm, đúng không? Của một cái thừa số nào đó mà có ở trong biểu thức B. Như lúc nãy là có a trừ b mũ 3 thì phải là 3 nhân với a trừ b trên 3. Còn chỗ b trừ c bình phương thì ta phải viết bằng 2 nhân với b trừ b trên 2, đúng không? Thì với cái cách biến đổi này thì chúng ta sẽ đạt được cái biến đổi là tổng thỏa mãn 3 cái điều kiện mà như trong nguyên tắc chung. Như vậy là chúng ta đã xong được cái dạng thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang dạng thứ hai của cái bài tập cực trị dùng Cauchy. Dạng 2. Cho A lớn, B lớn, C lớn là các tổng đối xứng của các biến dương x, y, z. Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S bằng x chia cho a cộng y chia cho b cộng z trên c. Thế thì với cái bài toán như thế này, với cái bài toán như thế này thì chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến cái việc là biến đổi làm sao những cái tổng này về dạng tổng mới mà tích các số hạng trong tổng không đổi. Thì tốt nhất ý, là chúng ta đem biến cái này thành con số và biến tử thành những cái tổng, sau đó là chia từng số hạng và ghép một cách hợp lý. Vậy thì chúng ta dùng biến số phụ là ta đặt A nhỏ bằng A lớn, B nhỏ bằng B lớn và C nhỏ bằng C lớn. Hay là đặt U, V, V kép cũng được, đúng không? Nhớ tiện. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận được một hệ phương trình bậc nhất ba ẩn là x, y, z, và x, y, z nằm trong ABC.
đúng nhỉ? Thế thì cái lời giải của chúng ta là như sau. Lời giải thì ta cũng đặt đặt A bằng U, B bằng V, C bằng V kép. Thì đây như là một hệ phương trình bậc nhất ba ẩn, thì ta sẽ giải được X bằng alpha lần U cộng beta lần V cộng gamma lần V kép. Y bằng alpha lần V cộng beta lần V kép cộng gamma lần U. Và Z sẽ bằng alpha lần V kép cộng với beta lần U cộng gamma lần V. Trong trường hợp này thì cái hệ số beta và hệ số gamma là dương, còn alpha có thể âm. Thì lúc này bằng cách là đem thay x, y, z vào cái chỗ này, cái này là U, cái này là V, cái này là V kép, thì chúng ta sẽ có S bằng 3 lần alpha cộng với beta nhân với V trên U cộng V kép trên V cộng U chia cho V kép. Đấy. Và cộng với gamma nhân với chỗ này là V kép trên U cộng U trên V cộng với V chia cho V kép. Như vậy chúng ta thành tích này. Ba số đầu, ba số thứ giữa này là tích bằng 1, ba số này tích bằng 1, đúng không? Thế thì biến đổi tổng xong, từ đó áp dụng Cauchy, áp dụng Cauchy cho ba số, suy ra S sẽ lớn bằng 3 lần alpha cộng beta cộng gamma. Xét dấu bằng thì chúng ta sẽ suy ra cuối cùng là suy ra được X bằng Y bằng Z, suy ra kết luận. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ minh họa cho cái lược đồ này. Ví dụ cho x, y, z dương, cho x, y, z lớn hơn 0, tìm giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất của tổng S bằng X chia cho Y cộng với 2Z cộng với Y chia cho Z cộng 2X cộng với Z chia cho X cộng 2Y. Thì đây là cái bài toán, rõ ràng là cái hình thái là giống cái bài này. Trong đó A là Y cộng 2Z, B là Z cộng 2X, C là X cộng 2Y. Thế thì theo cái cách giải ở trên, theo cái cách hướng dẫn ở trên thì ta cứ làm bình thường thôi, đúng không? Ta mới đặt Y cộng với 2Z bằng X gì? À, bằng A. Z cộng 2X bằng B và X cộng 2Y bằng C.
Thế thì đây là một cái hệ phương trình bằng ghép hai ba ẩn, thì chúng ta giải cái này bằng phương pháp thế thôi. Phương pháp thế thì đầu tiên là từ hai phương trình sau thì chúng ta sẽ tính được z qua x, thì ta được z bằng b trừ đi 2x và y thì bằng c trừ x chia 2. Thế thay hai cái đẳng thức này vào phương trình đầu tiên, thay vào phương trình đầu tiên thì chúng ta suy ra được này, c trừ x chia 2 cộng với 2b trừ đi 4x bằng a. Thế thì ta quy đồng lên thì là 9x. Như vậy chúng ta suy ra x bằng trừ 2 phần 9a cộng y, y là 4, à b là phần này, 4 phần 9b và c là 1 phần 9c. Thế thì theo nguyên tắc hoán vị thì ta thay ngược trở lại thì ta được y bằng trừ 2 phần 9b cộng 4 phần 9c cộng 1 phần 9a và z thì bằng trừ 2 phần 9c cộng 4 phần 9a cộng 1 phần 9b, 1 phần 9 nhân với b. Thế thì từ đây ta thay vào s thôi, đúng không? S sẽ bằng trừ 2 phần 9 nhân với 3 là bằng trừ 2 phần 3 cộng 4 phần 9 ra ngoài, trong này còn là b chia cho a cộng c trên b cộng a trên c và cộng với hệ số 1 phần 9 nhân với chỗ này là c trên a cộng a trên b cộng b trên c. Thì ta áp dụng amgm cho ba số tích cái này bằng 1, tích này bằng 1 thì lớn hơn hoặc bằng trừ 2 phần 3 cộng 3 lần này là 4 phần 3 cộng 3 lần cái này là 1 phần 3 và bằng 1. Đúng như nhỉ? Bằng 1. Bây giờ ta xét dấu bằng này, S bằng 1 tương đương này, b chia cho a bằng c trên b bằng a trên c, rồi c trên a bằng a trên b bằng b trên c. Dĩ nhiên hệ này thì ta được là a bằng b bằng c, đúng nhỉ? A bằng b bằng c, a bằng b bằng c thì kéo theo x bằng y bằng z, x bằng y bằng z. Đến đây thì chúng ta có quyền kết luận min của s bằng 1 khi x bằng y bằng z. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng là cái lược đồ này là áp dụng amgm bằng cách biến đổi là gì nhỉ, biến tử thành tổng, biến mẫu thành số, sau đó là sử dụng phép chia và ghép các số hạng một cách hợp lý thì chúng ta sẽ được tổng như ý muốn. Như vậy trong tiết học này thì chúng ta đã hệ thống được một số cái kiến thức cơ bản liên quan bất thức oxy, cùng với thống nhất một cái nguyên tắc để tìm giá trị nhỏ nhất của tổng các biểu thức không âm khi sử dụng oxy, và nêu được hai dạng bài tập
mà minh họa cho việc biến đổi tổng mới theo từng dạng của biểu thức. Chúng ta tạm dừng ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề này trong tiết học sau. Chào các em.